Kênh YouTube Ngẫm về cuộc sống xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Quý vị thân mến, đơn vị truyền thông và ekip chúng tôi rất vinh hạnh được giới thiệu đến quý vị và các bạn kênh Ngẫm về cuộc sống với mong muốn chia sẻ những kiến thức với chủ đề triết lý cuộc sống, những lời đúc kết tâm huyết của cổ nhân và triết lý nhà Phật đạo gia, giúp người Việt phát triển mang những kiến thức hay áp dụng ngay vào đời sống hàng ngày về đạo đức con người, kiếp nhân sinh, kỹ năng sống đẹp giúp ích cho đời. Kênh không chỉ giới thiệu đến khán giả về văn hóa truyền thống và văn hóa thần truyền mà còn tập trung vào đạo đức con người, cũng đề cao vẻ đẹp của chân thiện nhẫn trong cuộc sống và hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho mọi người sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Những chia sẻ của các vị cổ nhân sẽ được truyền tải thông qua kênh YouTube này, giúp cho mọi người có thể tiếp cận và học hỏi được những giá trị tốt đẹp từ đời sống của những vị cổ nhân xưa, áp dụng vào cuộc sống hàng ngày để cuộc sống của quý vị trở nên vui vẻ, ý nghĩa, hạnh phúc và sung túc hơn. Ekip thực hiện chương trình xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến quý vị, đến quý khán thính giả đã, đang và sẽ thường xuyên theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian tới. Kính chúc quý vị luôn bình an, thật nhiều niềm vui và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán thính giả vào 20 giờ, 12 giờ và 18 giờ hàng ngày trên kênh Ngẫm về cuộc sống.